Chào em xin chào tất cả các anh cần thủ Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 119 Video thứ hai trong ngày Ngày 24 tháng 6 Video này sẽ lên một lô máy cầu cho các anh nhé Và một cây cần Cần mini rút cho các anh câu đơn và câu lưu nhé Câu lưu máy đứng cho mình Cây này cắt bóng sáng hay da Đây cây hàng xịn cho mình nhé Xanh qua Có đi kèm cái túi cho mình luôn Bên kia thì ở trên này thì sẽ có những con máy bè nhỏ Ikada những con máy tròn mấy máy tròn câu biển cho mình đây, máy tròn và máy phờ ly nhé con máy phờ ly bên trên đây sẽ có là hai con máy hai con máy carbon để cho mình câu câu lu, câu đơn câu cá vừa vừa câu hồ câu ao nhá chứ bên trên sẽ có là một con máy tròn máy tròn Icada cho mình máy lớn cho các anh câu dạng gắn vào những cái cần cần biển cần đồ cần lớn hơn nhé các anh nhé bên trên này sẽ có là những dòng máy hợp kim nguyên khối máy size to cho mình size 8 10 nghìn cho mình nhé đây rất đẹp ca nhé Olympic Olympic Shimano và một con máy máy nhôm tay cò thì những con này thì có những con bụi bẩm thì em chưa có thời gian nhiều nên em uh, xin phép lên video luôn ca nhé thì anh nào đặt hàng thì em sẽ vệ sinh lại sạch sẽ cho các anh hoạt động của nó thì vẫn thì như trong video em quảng cáo các anh nhé anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 ạ. À. Giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship, phí ship là cần cần là 40k các anh nhé. Em đóng ống nước em ship có toàn quốc. Còn về máy là 30k. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh. Hoặc chuyển khoản thanh toán ngay thì em sẽ hỗ trợ bao ship luôn ạ. À. Em sẽ với lên sản phẩm đầu tiên nhé. Thì cái căn này thì nó sẽ có mã số là mã số 0 nhé, mã số 0. Có đi kèm nắp chụp zin bao vải của nó luôn. Căn mini, cái này thì nó rút gọn rất là thấp thôi các anh nhé đây các bạn ngắn thôi đây 37 nhá, các anh nhá thì thêm nắp chụp thì tầm là 40 xăng cho mình đây cái này thì em cái anh để em một tí em đo nhé các anh nhá đây sẵn đây em đo cho các anh xem luôn nhá đây phần này là cái phần khoen của nó phần đầu bu của nó đây em sẽ đo phần dưới ra nhá em sẽ đo phần dưới là phần này đây các anh em tí 1.5 ca nhá Ngọn của nó là 1.5 Góc tay cầm của nó đây 26.7 nha Thì cái này thì cần Rút câu đơn Câu lưu đều được nha Câu lưu máy đứng đều được Bát của nó là bát hạng Đây còn rất đẹp Các anh nhé Còn rất đẹp Tem vẫn còn đầy đủ Cái này là Sanwa Kodia xuất nhập Đây Chiều dài là 1 8 Cứng là cứng ML nha Đây Cần lưu rút cho mình Cứng ML đây, tải mồi thì 17 gram cho mình. Đây, cách bông sắn 2 da các nhé. Spin. Để mời các anh xem. Dàn khoen của nó là vàng khoen Fuji xứ xám. Đầu bu của nó là đầu bu hỗ trợ chống sắn cho mình nhé. Đây, đầu bu Fuji chống sắn cho mình. Còn đẹp nhất các anh nhé. cứng ML nhé Cần lưu cứng ML cho mình. Cái này thì có mã số là mã số không giá của nó là 750k nhé. Hàng xanh qua, cần lưu đúc mini thu gọn, rất là tiện lợi luôn các anh nha. Mã số không giá 750k. Tiếp đó là em xin phép lên máy ạ. À. Đây, có mấy đầu tiên mấy câu bề. Olympic Master 110 nhá. Đây, mấy in đây, có in nhá. Của nội địa Nhật Bản cho mình luôn. Hoạt động thì vẫn vậy như những con em đã quay từng quay nhá. Một chiều chút chặn có tiếng kêu. Hai chiều, đây, con này không có cước thì em quay ngược lại hai chiều cho anh xem, các anh xem nhá. Hai chiều có tiếng kêu và hai chiều không có tiếng kêu. Hoạt động bình thường các anh nhá. Thì những con này em lên nhanh cho các anh. Con này có mã số là mã số 1 giá 90k hàng nội địa Nhật Bản. Mã số 1 giá 90k. Con tiếp theo. Con này là của hãng Shimano nhé. Shimano Demi 1. Đây. Tăng hợp kim luôn. Con này là hàng nội địa Nhật Bản. Đây. In rất là đẹp ra nha. Đây. Một chiều chốt chặn vặn vậy. Đây. Đây con này thì ở bên trong có nhám một tí. Ở đây có sảy xước nha. Hai chiều. 2 chiều không. Đây. 2 chiều nhá hai chiều có tiếng kêu. tiếng keo nó rất là nhỏ cả nhé. À một chiều chốt chặn đây đây con này dạng gold màu gold cho mình luôn hoạt động bình thường mã số là mã số 2 giá 100 k mã số 2 giá 100 k con tiếp theo con này là của hãng TUB con này câu Ikada cho mình nhé Ikada 80 DOB Session EX80 Cước số 1.5 là 180, cước số 2 là 120, cước số 3 là 80 à. Con này thì nó có hơi bụi bặm tí. Đây, anh nào đặt hàng em sẽ vệ sinh lại cho các anh nhé, Để ship cho các anh. Đây, xả cước đây. Vẫn bình thường các anh nhé. Dắt nhập và hai chiều. Đây là tắt âm nhé tắt âm cho mình. Đây, có âm thanh cho mình nhé. Nước sơn là sơn màu bạc. Con này hàng nội địa Nhật Bản. Có mã số là mã số 3, giá là 170k. Đây có cái, cái thanh để gác cước nha. Mã số 3 giá 170k. Con tiếp theo mã số 4, con này hãng Daiwa. Make of Fashion, Daiwa Checker GS7. Đây, con này thì họ có đổ cái núm màu của, của hãng Olympic này. Đổ cái núm nha. Đây, quay vẫn bình thường các anh Đây, chắc là vừa khít luôn. Con này hàng nội địa nhật bản một chiều chốt chặn đây bình thường coi nhá đây núm con thì nó hơi lỏng thì mình đây xả cước đây à. đây là tắt âm cho mình hai chiều luôn nhá hai chiều tắt âm cho mình đây là một chiều chốt chặn đây đây xử nó vẫn còn rất đẹp coi nhá cước còn đầy cho mình luôn cước này cước nhật người nhật họ xài coi nhá đây cái thanh cát cước đây hàng nội địa Nhật Bản mã số là mã số 4 giá 190k mã số 4 giá 190k mã số 5 con này Shimano titanot chinu Special tay quay nấm gỗ nha thì những dòng này thì em bán rất là nhiều con này là của Malaysia xuất nhật hãng Shimano đây nè, có dán tem ca nha đầy đủ cho mình nước sơn là sơn đen đen nhám cho mình đen nhám kiểu bóng bóng cho mình nha nó không có lót dạng bóng đây cước bạn còn đây đây là một chiều chốt chặn lúc nãy là hai chiều các anh nhé hai chiều em không quay ngược lại sẽ rối dây một chiều chốt chặn và nút xả cước đây đây gạt nút xả cước là cái cái khúc này nhá đây đây khúc này nhá đây ở đây thì nó nó bật âm thanh cho mình bật âm cho mình nhá mở tiếng kêu cho mình đây em mời các anh xem Ngoại hình còn mới các anh nhé. Con này là mã số là mã số 5 giá 190k. Mã số 5 giá 190 thôi nhé. Con tiếp theo con mấy? Cũng là con bè nhé. Con bè cho mình. Con này dạng kiểu dạng tròn, dạng dù, con dù, mai dù cho mình đây. Con này 2 mít kết nô 21 W hãng Olympic. Một chiều chốt chặn. Rồi. Con này dạng to hơn các anh nhé. Size nó to hơn nhiều. Đây, to hơn nhiều các nhé to hơn gấp 3 lần cho mình luôn cước thì vẫn còn đây hoạt động thì bình thường các nhé đây còn rất là mới à chưa thêm dầu thêm dầu nó sẽ bóng lên đây em xem một chiều chốt chặn đây là hai chiều không có tiếng kêu đây on up shop đây chính giữa chính giữa là hai chiều có tiếng kêu cho mình gạt qua đây là một chiều chốt chặn nha nước Sơn là sơn màu đen. Con này là hàng nội địa Nhật Bản. Mã số là mã số 6 giá 200k. Mã số 6 giá 200k nhé Có mấy tròn. Có mấy tròn này thì câu biển được nhé Đây. Dạng tròn. Hãng Olympic Fighter 150. Con này là hàng nội địa Nhật Bản ra nhé thì ốm ốp này là ốp mụ đây. Bên trong là hộp kim cho mình. Thằng hộp kim tay quay hộp kim. Tay quay này mụ nhá Ở đây là hộp kim một chiều chốt chặn đây cước đây cái cước này cước rất lớn nha cước này cước chắc cước số 10 tầm số 10 trong một chiều chốt chặn hoạt động bình thường ra nhé hai chiều đây, đây không phải hai chiều đây là xả cước cho mình cái nút xả cước cho mình đây nút xả cước đây một chiều chốt chặn đây vẫn lôi cá bình thường đây mời các anh xem nó có hai chế độ cho mình hàng nội địa Nhật Bản con này có mã số 7 giá là 250k mã số 7 giá 250k nhé đây em căng trọng điện cho các anh xem con này có trọng lượng là 340g trọng lượng 340g mã số 7 giá 250k mã số 8 hàng nội địa Nhật Bản con này nó có dính dầu quá dính dầu nó dính dầu rất nhiều sẵn sẵn cứ chiều bia bên trong con này hãng Olympic Neo Midget đây new mitskez nhá một chiều chốt chặn đây đây là nút xả nút xả này rất ca k nhá cái nút này là nút hai chiều này nút hai chiều có tiếng keo và nút hai chiều không có tiếng keo nhá có nhiều chế độ cho mình đây, đây một chiều chốt chặn đây con này hàng nội địa Nhật Bản nhé, mã số là mã số 8 giá là 300k. Mã số 8 giá 300k. Đây. Con tiếp theo, máy này câu biển ra nhé. Đây, sẵn cước uh, cước cước dù loại câu biển cho mình nhé. Con này Fighter 300, con này là của hãng Olympic ạ. À. Hàng nội địa Nhật Bản các anh nhé một chiều chốt chặn đây thì cũng có hai chế độ từ máy điện thì có máy điện tròn thì có hai chế độ đây là xả cước nhé đây quay rất là mượt bên trong còn bóng sáng cho mình đây một chiều chốt chặn đúng con đây con này có mã là mã số 9 giá là 250k mã số 9 giá là 250k anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. ạ. Con này là của hãng Olympic 300 m à. chạy hai bông bờ đinh, Dozuki 300. Đây, hoạt động bình thường ra nhá, quay rắc mượt. Đây là có tiếng kêu cho mình. Ở đây là một chiều trúc chặn. Đây là nút xả cho mình. Đây, quay rắc mượt các anh nhá. Quay rắc mượt. Bên trong này là cái này là hộp kim nhá, hộp kim kim ở đây là mũ cho mình mũ là nhựa ra nhá mũ là nhựa một chiều chút chặn đây con này hàng nội địa Nhật Bản mã số là mã số 10 giá là 250k thì con này sai lớn với mình nhá sai lớn đây con này nó nặng trọng lượng của nó là 573g 573g mã số 10 giá 250k có tiếp theo máy tròn con máy tròn này đẹp ra nhá nó dài có này hãng Olympic luôn Olympic thường có máy biển cho mình Waystar Olympic No 50 cước vẫn còn đầy luôn đây. cước này là cước số 4 tầm cước số 4 số 5 cước số 3 đến 4 gì đó nha hoạt động em mượt con này một chiều chốt chặn con này còn sáng cho mình ra nhé còn sáng cho mình đây thì con này có trọng lượng đây em căng luôn trọng lượng của nó là 477 gram ạ à hàng nội địa Nhật Bản máy in Japan đây in bên dưới đây toàn thân hợp kim cho mình luôn toàn thân kim loại cho mình luôn nha đây nút xả kia đây là nút xả nhé này rất mượt các nhé còn đây là núm côn đây hình như là chỉnh độ côn dấu trừ và dấu cộng bên đây đây ngoại hình nó đây mời các anh xem con này hãng Olympic mấy tròn có biển nhé Mã số 11 giá 350k Mã 11 giá 350k Tiếp đến là một con máy phờ ly Đây câu phở ly ra nhé Con này là của Kodia xuất nhật Daiwa FS706 Dây cước thì vẫn còn đầy cho mình luôn Dây cước câu phở ly vẫn còn rất là đầy cho mình nhé Đây máy tròn Em mượt nhá Thì máy phở ly thì hoạt động chỉ có như vậy thôi Đúng con Đây đúng spoon của nó Spoon control con này thì ngoại hình hơi cũ một tí. Đây, Codia xuất nhập nhá. Đây. Con này thì nó có trọng lượng là 180 g, mã số là mã số 12, giá là 200k. Mã 12 giá 200k nhá. Tiếp đó là một con máy Shimano Holiday Spin 2000. Máy đứng cho mình, toàn thân carbon các anh nhá. Toàn thân là carbon các anh đợi một tí nha em gạt nha. cước của nó vào. Rồi, con này có thông số cước là số 2 150, số 3 là 100, số 4 là 70. Thì các anh thường gặp những con con Shimano Holiday như, như vậy rồi. Cướp cước tốt, lăn cước sáng đẹp. Bên này có chạy một tí. Đây. Tay quay thì đổi tay hai bên đều được nhé. Singapore xuất nhật à. Singapore nhé, một chiều chốt chặn đây. Thì những dòng này thì hay rất là hay gặp bởi vì người ta rất thông dụng dùng mấy dòng này. Vừa rẻ tiền chắc được vừa tốt. À. Đây. Sai size 000 k nhé. Số cước số 3 là 100 rồi. Chúng ta câu số 2 là chắc là ok rồi. Cước này tầm số 2. Mã số 13 giá 300k. Mã 13 giá 300k nhé. Tiếp đó là một con máy của Kodia nhé. Kodia. Con này Mamiya. Mamiya VX700MS Super Changer Mabiza đặt cước đây đặt cước rất tốt con này sai thật của nó cũng là 12.000 luôn lăn cước còn đẹp chạy bon vừa đinh số cước là số 2 150 số 3 là 100 số 4 là 70 một chiều chốt chặn đây nước sơn là sơn màu bạc bóng cho mình nhá sơn màu bạc bóng hai chiều đây ạ à. đây hoạt động bình thường em mượt nha tay quay thì đổi tay hai bên trái phải đều được con này mã 14 giá là 200k Mã 14 giá 200k nha Sai thật là 2 Hai con như nhau nhé Tiếp đến là một con máy Ikada cho mình máy tròn Loại câu biển cho mình nha Đây máy tròn này Thì các anh thả dùng để thả diều Dùng để đi câu cũng được nhé Đây là hai chiều Đây là một chiều chốt chặn Đây hoạt động nó vẫn như Hoạt động của nó chỉ như vậy các anh nhé. Bên nút này thì nút hình như là cái nút để tháo tháo lắp ra đây như cái nút tháo lắp nó ra cả nhá bên này ta để một tí nhá hoạt động của nó đây nó gạt nó gạt xéo à một chiều chốt chẳng hai chiều con này các mua về thả diều đều được ca nhá đây cái nút này thanh này thanh để gác cước của nó con này là hãng Olympic nha Olympic High Speed đây con này là nội địa Nhật Bản ca nhá đây có cái hộp đi kèm cho mình xem luôn nội địa Nhật Bản nhá đây nó có giấy đầy đủ nhá đây trọng lượng là 435 trăm ba mươi cước số xấu là vào được 350 trăm năm mươi nhá năm ba trăm năm mươi mét cho mình Mã số của nó là mã số 15 giá là 300k. Mã 15 giá 300k nhé các à, Tiếp đến là em xin phép lên máy đứng. Đây máy đứng này ngon này đây. Con này là của China xuất nhập Spotlight China Carbon nhé. Đi ghi về mắt 205 2560 lệ lẻ 2506 BE. Con này thì thuộc dạng là dành cho dùng những dây cước BE các anh nhé cước PA của nó số 1 là vào được 101 nha. Đây, vào đường 101. Cước thường, đây cước PA và là cước PA, nó có sẵn cước PA cho mình rồi nha. Đây, sẵn cước rồi. Lưỡi gà kêu gà cước đây. Lăng cước còn đẹp các nhá, bên má thì có chạy, lăng cước bên trong lăng cước còn đẹp sáng bóng cho mình. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Một chiều chốt chẳng có thắng ABS, tay cầm rất là đẹp. Có nấm nha, nấm mềm cho mình. hai chiều đây ạ à. sai thực của nó là hai lần các anh nhá nhưng mà con này thông dụng dùng cho dây cước bi các anh nhá đây bên dưới thì ít có chạy tay quay đổi tay trái phải đều được đây còn mới ra nhá còn khá đẹp cho mình mã số 16 giá là 350k thắng ai bia đầy đủ mã 16 giá 350k tiếp đến là một con hộp kim nguyên khối ạ à. đây nó có dính bụi giống như đầu đầu video thì em có báo rồi nó là dính bụi đây để em vệ sinh lại các anh nhé thì con này là của hãng Ryobi LX2 Đá tiêu là 3.4 con này là của Taiwan Đài Loan xuất nhập đây cái cước đây cước tốt cho mình luôn lăng cước của nó thì đều coi nhá đều lâu rồi nhá cũ rồi lăng cước cũ là hợp kim cối là cối mũ ra nhá mô bin thì mô bin sống cho mình đây con này để lâu rồi mô bin sống nhá số cước là số 2 290 số 3 là 200 số 4 là 130 con này sai thật là 4.000 cho mình một chiều chốt chặn đây hai chiều đây ạ à. sai thật là tầm 3.000 đến 4.000 ra nhá sai thật tầm 3.000 đến 4.000 cho mình đây chắc khỏe bên má cũng còn khá đẹp cho mình đây em mời các anh xem tay quay đổi tay trái phải đều được tháo bên này ra đổi qua là được con này mã số là mã số 17 giá là 300k mã 17 giá 300k nhé tiếp đến là một con máy nhôm nhỏ máy nhôm nhỏ các anh nhé để em bọn ra xem có cốt không nhé thì con này không có cốt nhé máy nhỏ cho mình toàn thân hợp kim luôn con này là của hãng DUB CS1 giá tiêu ghi sẵn là 4.75 nhé gần 5 chấm tem bên này bị mắc rồi này, tem bị mắc nha có ốc này vẫn còn nguyên zin cho mình hàng nội địa Nhật Bản mô pin là mô pin sống con này sai thực của nó là gần 2.000 cho 000 đạt đây và ta xem đạt cước tốt Đăng cước còn sáng đẹp luôn hàng nội địa Nhật Bản nhé một chiều chốt chặn đây đây hai chiều đây ạ à. đây em mời các anh xem con này mã số là mã số 18 giá là 220k mã 18 giá 220k nhé con tiếp theo con này là hợp kim các nhá à, xin lỗi, em xin lỗi con này là là một carbon nhá carbon cối là cối hợp kim đây carbon spin thăng là carbon nhá tay quay là kim loại cho mình đây nó lạnh nhá các anh nhá. nó lạnh cho mình nó lạnh hơn thì nó có dính bụi thì em cũng có nói em sẽ vệ sinh lại sau nhé con này hãng đai qua cabo spinter số cước của nó là số 4 là 190 số 5 là 150 số 6 là 120 con này sai thực là 4.000 cho mình đẹp cước đây mời các anh xem đẹp cước tốt nhá đẹp cước rất là nhảy luôn lăn cước sáng đẹp đẹp cước rất nhảy tay quay đổi tay trái phải đều được con này là của Taiwan, Đài Loan xuất nhật. Đây, một chiều chốt chặn đây. Hai chiều đây. đây. Nó quay nhẹ cho mình nhé. Quay nhẹ cho mình. Đây, vào dây. Vào dây rất là đều các nhé. Con này có có dính bụi thôi. Trà sáng nó sẽ đẹp. Ngoại hình của nó là 90-95% cho mình. Mã số là mã số 19 giá là 350k. Mã 19 giá 350k, size là 4.000 Tiếp đó là một con size to Đây, con này hãng Olympic nha CV, cx 300 3.000 nha, CS 3 3000 Mô pin là mô binh sống Tất cả là mô binh sống hết nha Hôm nay là tất cả là mô binh sống Số cước là số 3, 485 Số 4 là Nó che rồi nha, ca nhá Số 4 thì, thì cũng tầm là 300 mấy thôi Số 5 là 3 285 nha sai size thực của nó là 6.000 cho các anh câu lục đây. Cho các anh câu lục, câu cá to nha. Cho các bác thích, thích, những dòng hợp kim, máy nhôm nha. Đá tiêu của nó là lớn này, 4.36. Hãng Olympic. Mô pin là mô sóng sống, đẹp cước đây, đẹp cước tốt luôn nha. lăn cước còn sáng đẹp, tay quay thì đổi tay trái phải đều được. Con này là hàng nội địa Nhật Bản ra nhé, máy in ra 3. À, loại tay của nó rất là chắc khỏe các anh nhé hai chiều đây rất là êm một luôn nhá máy nhôm nhá các anh nhá sai thật xài lớn cho mình con này mã số là mã số 20 giá là 550 k mã 20 giá 550 k nhé. tiếp đến là một con máy đẹp cho mình đây máy đẹp nhá các anh nhá con này của hãng Olympic luôn, hôm nay thì nhiều Olympic Fishing Tacker. Con này thì Mi Mi Dot Mi số cước của nó đây. Số 4 là 280, số 5 là 240, số 6 là 160, 90. Số 8 là 150, số 10 là 125. Con này size thực là 6 đến 7 nghìn này. Size thực 6 đến 7 nghìn các anh Con này là hàng nội địa Nhật Bản. Đây, Mi Japan. Bàn này, thì bàn này. Đây em sẽ ra cho các anh xem. Hà nội địa Nhật Bản các anh nhé. Con này gạt cước đây, gạt cước tốt cho mình luôn. Đây, cách nhảy ra nhé. Lăng cước là màu hồng, lăng cước màu hồng nhé. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Hiện thời này thì nó bên trái. Anh nào muốn đổi tay phải báo em em đổi tay hoặc phải nhé. Đây, một chiều chốt chặn đây. Đây, quay rất nhẹ các anh nhé. Quay rất là nhẹ luôn. Hai chiều đây. Thì những dòng này dòng bảo lực, câu bảo lực, câu cá to cho mình các anh nhé. Đây, tay quay đây con máy này đẹp ca nha máy đẹp đây đấm bên trên này có lưỡi nha thì con này có mã số là mã số 21 giá của nó là 750k mã 21 giá 750k nhé. con tiếp theo là một con có cốt trợ lực ca nhá cốt trợ lực bên trong cốt trợ lực của nó thì như vậy mời các anh xem cốt trợ lực nha Em mời các anh xem luôn, rất là đẹp sáng bên trong. Mô pin thì mô pin sống rồi. Shimano MGI Z3000. tiêu ghi sẵn luôn. 4.8 rất cao. Đây. Sai thực sai lớn ra nhé. Đây. Cước số 5 là 375. Cước số 6 là 300. Cước số 7 là 260. Cước số 8 là 210. Cước số 10 là 200. Con này size thực là 8.000 cho mình nhé 8 đến 10.000 nè Mô binh là mô binh sống Toàn thân là hợp kim luôn nhé Cái cước tốt nè đang cước sáng đẹp luôn Màu nâu sáng Đây ngoại hình rất đẹp đây. Bên trong dính bụi thôi Em sẽ vệ sinh lại sau nhé Con này là hàng nội địa Nhật Bản ạ à. Hàng nội địa Nhật Bản nhé Đây che lại rồi Mấy in ra Một chiều chốt chặn đây Đây Em bằng cái anh xem con này quay rất là mượt đây quay rất mượt các anh nhé quay rất là mượt đây cái độ thả lỏng của nó nó có tiếng kêu đây đây rất tốt các anh nhé đây MGI Z3000 size thực size lớn ở dưới có chạy xước do nó chống cằn nhé đây bên trên con này mã số là mã số 22 giá của nó là 750k. Mã 22 giá 750k nhé. Cuối cùng là một con máy nhôm tay cọ nhé. Đây thì hơi bụi bẩm thì em phải vệ sinh lại. Bên dưới đây, bên dưới uh, phía lô, lô cuốn cước đây. Có cái, 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 bình vành nhé. Đây, lòi ra đây. Con này thì hãng Daiwa Spotlight 1000LB, ratio ghi sẵn là 4.9, cao luôn các anh nhé. Có tay cọt tay thắng cho mình hàng nội địa Nhật Bản ạ. À. Con này thì mô pin sống nha, mô pin sống các anh đợi một tí sợ nó đối cướp đây. Mô pin sống cho mình. Cạc cướp đây, cạc cướp tốt nha các anh nha. Đây cạc cướp, cạc cướp đây, tốt nha. Lăng cướp sáng đẹp luôn, đắt sáng. Con này số cướp của nó là số 3 là 350, số 4 là 250, số 5 là 190, số 6 là 150, số 7 là 120. Con size thực này là size thực 5 đến 6.000 cho mình. 5 đến 6.000 các anh nha một chiều chốt chặn đây thì lát nữa em thắng tay cò sâu đây tay cò nó thắng thì nó nó gạt ở dưới đây nhé đây quay mượt cho mình ra nhé thì con này quay không có tiếng kêu à quay không có tiếng kêu tay cò đây tay cò là bóp ở đây nhé các nhá đây em sẽ dừng đây đây dừng rất là nhanh nhé phanh rất là kịp luôn phía bên dưới em mời các anh xem có này thì em vệ sinh lại thì nó bóng sẽ bóng lên thì độ mới của nó cũng tầm là 80 85 phần trăm nhé là cứ còn đẹp luôn mã số cuối cùng mã số 23 giá 550k hàng nội địa Nhật Bản đây, mã số 53 23 giá 550k em sẽ kết thúc video tại đây Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em nhé ủng hộ em một like và một lượt đăng ký chia sẻ giúp em mặt để quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra vào ngày mai các anh nhé em xin cảm ơn các anh rất nhiều xin chào tạm biệt các anh